Thời điểm vàng 5 phút ban đầu khi cháy, đó là mục tiêu hướng đến để báo động sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng chữa cháy của mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại phường Mậu Khê. Sau gần 1 năm triển khai và đi vào hoạt động, hai mô hình nêu trên của phường Mậu Khê đã ngày càng lan tỏa và có chiều sâu. Mấy ngày gần đây, bà Hường, bí thư chi bộ trưởng khu Vĩnh Trung phường Mậu Khê và các cộng sự đang tất bật với việc chuyển các bình chữa cháy đến với các hộ gia đình trên địa bàn khu, cũng như hướng dẫn các thành viên của hộ cách sử dụng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả. Đây là số bình chữa cháy do Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh khu quyên góp vận động xã hội hóa nhằm từng bước trang bị cho các hộ. Bình chữa cháy này thì được Đảng ủy phường, rồi Ủy ban dân phường đã tuyên truyền rất nhiều, mà thậm chí là rất là sát sao. Không phải là năm nay đâu mà năm nào cũng thế, năm nào nó cũng được tuyên truyền mà cũng coi đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của các khu phố và trong các hàng tháng. Thế hàng tháng để mà tuyên truyền thì chi bộ đưa vào trong cái nghị quyết sinh hoạt chi bộ hàng tháng, trong tất cả những cái cuộc họp của các chi hội đều tuyên truyền tới toàn thể hội viên và nhân dân trên cái nhóm Zalo đấy, trên nhóm Zalo thì chẳng hạn như nhóm Zalo chi bộ, nhóm Zalo khu phố, nhóm Zalo mặt trận, nhóm nào chúng tôi có thì đề cao cái công tác tuyên truyền đấy. Tất cả những bây giờ nó công nghệ nó cũng là rất là hiện đại, mang công nghệ để ứng dụng công nghệ này vào trong cái đời sống hàng ngày này thì hầu hết là nhân dân đều được có. Mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng được phường Mậu Khê phát động triển khai từ tháng 4 năm 2023. Sau một năm, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, của các đoàn thể quần chúng, của các khu phố, bằng các giải pháp đồng bộ từ công tác tuyên truyền, mua sắm thiết bị, công cụ, tập huấn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, nên đến nay, hầu hết người dân phường Mậu Khê đều đã hiểu được ý nghĩa của công tác phòng cháy chữa cháy và nâng cao ý thức trong công tác này. Với nhà trọ cũng lắp thêm 3 cái hệ thống phòng chống chữa cháy này, phòng giật này, chập điện này. Đấy là em lắp 3 cái bộ đấy là mất 40 triệu. Thì em có lắp cho 3 cái dãy nhà trọ này đầy đủ các cái thiết bị như vậy để đảm bảo an toàn tuyệt đối với tính mạng của con người. Như năm nay thì là đợt vừa rồi thì Chi hội Phụ nữ đã vận động cho các hội viên trong chi hội mình là mua được 30 bình và để cho cái đốc thúc cái công tác này thì phối hợp cùng với khu phố thì chi hội cựu binh cũng đã lại mua 30 bình nữa, và vừa mới ngày qua là trao cho hội viên 30 bình xong, các chí trao 30 bình xong mới là 60 bình. Nhưng mà tới đây khu phố cũng tuyên truyền là ngoài các hộ kinh doanh ra phải có từ 2-3 bình trong nhà, đến toàn thể nhân dân mỗi nhà ít nhất phải có một bình cứu hỏa đấy, một bình chữa cháy đấy, là khu phố tuyên truyền như thế, muốn cái chương trình nó lan tỏa sâu rộng ra để cho tới toàn thể nhân dân. Đến thời điểm này, ngoài gần 250 bình chữa cháy cùng các công cụ kèm theo như búa, rìu, kim cắt, xà beng, cáng, túi sơ cứu, đèn pin với tổng kinh phí hơn 240 triệu đồng do ngân sách phường Mậu Khê trang bị cho 21 khu phố, thì người dân trên địa bàn phường Mậu Khê cũng đã tự trang bị hàng nghìn bình chữa cháy tại nhà, tại các cơ sở sản xuất. Một việc làm quan trọng khác đó là việc tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thiết bị chữa cháy cũng đã được công an phường quan tâm triển khai. Đến các cơ sở kinh doanh thì công an phường tôi đã hướng dẫn các cơ sở kinh doanh là trang bị đầy đủ các bình chữa cháy, và những cơ sở nào mà cơ sở và chủ cơ sở và các nhân viên của cơ sở là tối thiểu là phải từ 2 đến 3 người phải đi học cái lớp cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy, và các cái hệ thống điện là phải lắp cái hệ thống chống chập chống cháy, và đi đường dây điện nó phải lắp được đường ống gen và trang bị bình và nội quy tiêu lệnh cho nó đầy đủ. Đối với những cơ sở kinh doanh có điều kiện mà chúng tôi đi kiểm tra thì nếu mà không tôi đạt yêu cầu chúng tôi sẽ yêu cầu dừng hoạt động. Sau một năm triển khai, đến thời điểm này có thể khẳng định mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại phường Mậu Khê đã thực sự có được hiệu quả. Ý thức của người dân trên địa bàn về phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên rõ rệt. Điều này đã góp phần kịp thời xử lý, dập tắt các sự cố cháy nổ khi mới phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. Bên cạnh đó, hệ thống chuông đèn báo động liên kết giữa các nhà trong mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy còn có tác dụng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, thông báo tín hiệu cầu cứu, giúp đỡ trong các trường hợp hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật, tội phạm.